Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món chè ăn rất là mát trong mùa hè. Đó là mình sẽ làm chè hạt sen long nhãn. Hôm nay thì đang mùa nhãn. Ở đây thì mình mua chừng này khoảng 500g nhãn và khoảng một lạng hơn 100g hạt sen. Mình dùng khoảng 30g đường để mình xên. Đường để mình xên hạt sen thì mình sẽ dùng đường cắt trắng. Còn mình sẽ thêm đường phèn để cho cái mình không dùng đường cắt trắng mà mình dùng đường phèn để cho cái nước chè của mình nó được ngọt thanh hơn. Ở đây thì mình đã bắt đầu mình bóc nhãn. Ở đây mình sử dụng nhãn tươi thì các bạn đang mùa nhãn rất là nhiều. Các bạn lựa những cái loại nhãn mà nó có cái cùi của nó dày. Đây, cùi của nó dày và cơm dày thì mình mới có thể làm được. Mình bóc thì nó không bị ấy. Cái cách mà mình bóc để cho mình lấy được hạt của cái nhãn ra là mình dùng một cái cây nhọn. Các bạn có thể dùng cái tăm á. Cái tăm mà nó cứng một chút thì mình dùng, mình khoét xung quanh cái đầu của cái đây mình làm rõ lại cho các bạn thấy. Mình dùng cái đầu nhọn mình khoét xung quanh cái hạt của cái cúng quả nhãn. Khoét xung quanh như thế này. Và mình lấy cái hạt nhãn ra nhé. Các bạn có thể dùng cái muỗng cũng được. Cái đầu sau của cái muỗng á. Đây mình đẩy cái hạt nó ra. Đây mình đẩy cái hạt nó ra đây. Và mình đã thu được cái long nhãn. Nó không bị rách ra, nó tròn như thế này. Để lát nữa mình nhét cái hạt sen vào trong nhé. Mình cứ làm như vậy cho đến hết. Long nhãn rồi nhá. Bây giờ thì mình cũng đã luộc hạt sen xong. Bây giờ mình sẽ đi xên hạt sen. Và bây giờ thì mình sẽ xên đường, xên hạt sen. Mình cho cái phần đường mà mình xên hạt sen vào. Đường này thì mình dùng đường cắt trắng nhá. Mình cho hết cái phần đường nó vào. Đây là cái hạt sen mà mình đã luộc. Các bạn nhớ là mình luộc hạt sen cho hạt sen chín luôn nhé. Mình luộc hạt sen xong thì mình sẽ giữ lại cái phần nước mà luộc hạt sen á. Để lát nữa mình cho vào chè của mình để cho nó có cái vị thơm á. Cái hạt sen này mình mua ngoài chợ thì người ta đã lấy sẵn cái tâm sen rồi á. Còn không thì mình về mình lấy cái tăm á, mình chọc xuống cái đuôi của cái hạt sen này. Đây nó có một cái lỗ nhỏ các bạn, là người ta chọc, người ta lấy cái tâm sen ra đó. Mình để cho cái đường của mình nó tan ra thì mình cho hạt sen vào. Mình đường của mình tan rồi thì mình sẽ cho cái hạt sen của mình vào nhé. Mình xem cho cái hạt sen của mình nó săn lại nhé. Nó bám cái đường khoảng 10 phút là được. Hạt sen của mình như này là gần được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và bỏ cho hạt sen ra ngoài nhé. Sau khi mà mình đã xên xong hạt sen thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho cái hạt sen vào long nhãn nhé. Cái long nhãn
của mình mà mình làm theo cách của mình là mình lấy một cái que nhọn á, mình đẩy cái hạt nó ra thì cái long nhãn nó không có bị rách nhiều á. Thì trong cái quá trình mà mình nấu chè, mình cho cái hạt sen vào thì chè, cái hạt sen của mình nó không có bị rơi ra. Còn mình có thử làm bằng muỗng, bằng cái đầu nhỏ của cái muỗng rồi, nhưng mà cái hạt sen của mình nó vẫn bị rách rất là nhiều. Một lít nước để mình nấu nhá. Mình vẫn sử dụng cái nồi này, nó có cái đường mà lúc nãy mình xem là sen á, mình sử dụng lại cũng được nhá, không vấn đề gì nhá. Mình nấu cho sôi lên thì mình sẽ cho long nhãn và hạt sen vào. Đây là cái nước luộc hạt sen khi nãy, mình sẽ cho cái nước luộc hạt sen này vào luôn nhá. Nó có cái mùi thơm của hạt sen rất là thơm. Đường phèn vào. Đường phèn thì mình sẽ cho khoảng một muỗng này đường phèn thôi nhá. Tại vì lúc nãy mình có cho đường để mình xên hạt sen á, thế là mình chỉ cho một muỗng đường phèn này thôi. Còn nếu mà đường các bạn sử dụng đường phèn mà nó nhỏ mịn y như đường cát trắng thì mình có thể dùng đường phèn mình xên hạt sen luôn nhá. Tại vì đường phèn của mình mua đường phèn cái hạt nó to, hạt bự á, nên là mình không có dùng để mình xên hạt sen được. Nước đường của mình nó đã sôi rồi, bây giờ thì mình sẽ hớt cái bọt đi. Nếu mà cái bọt này là do mình cho cái nước luộc hạt sen vào á, nên nó sẽ có cái bọt. Các bạn nhớ là mình sẽ vớt cái bọt này đi nhá. Và mình vớt bớt cái bọt vào đi, mình cho hạt long nhãn và hạt sen vào. Cái chè long nhãn và hạt sen này của mình thì mình thích cho nó thành cái màu hơi, cái nước màu hơi vàng một chút, nên là mình để lại cái nồi mà mình xên hạt sen á, nó có cái màu vàng, màu caramel của mình thắng đường á. Còn nếu mà các bạn không thích cái màu vàng vàng này mà thích màu nó trắng thì mình đừng có thắng đường thành caramel luôn nhá. Mình để cái đường cho nó ấy. Mình cho vào thì mình để tầm khoảng 3 phút đến khi nước đường của mình nó sôi lớn trở lại là được nhé. Mình nếu mà mình để lâu thì cái long nhãn của mình nó sẽ bị dai. Đây, chè của mình nó sôi lên như vậy là được rồi nhé. Mình không có để lâu, mình để cho cái long nhãn của mình nó vẫn đang còn cái màu chuyển sang cái màu trắng đục như thế này là được rồi. Mình nếu mình để lâu quá thì cái long nhãn nó sẽ bị dai lắm, nó không còn giòn, độ giòn của long nhãn nhé. Mình sẽ tắt bếp đi. Để cho cái chè của mình nó được ngon và giữ cho cái long nhãn nó giòn lâu thì mình sẽ vớt cái hạt sen và long nhãn ra để riêng. Còn nước chè mình sẽ để riêng, khi nào mình ăn thì mình sẽ chan cùng vào nhé. Còn nếu mà các bạn ăn liền thì cũng có thể để như vậy. Mình sẽ vớt nó ra. Đây, mình đã vừa hoàn thành xong món chè long nhãn hạt sen. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử. Chè của mình, cái chè này thì mình có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và mình dùng cũng rất là, mình thì mình thích ăn lạnh hơn. Còn các bạn có thể
ăn nóng như thế này cũng được. Hạt sen thì rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những cô chú hay là anh chị nào mà bị mất ngủ á, thì mình ăn dùng cái chè này thì rất là tốt. Bây giờ mình sẽ nếm thử. Cái long nhãn thì nó vẫn đang còn giòn, sen bùi bùi và cái vị ngọt thì rất là thanh mát. Cái chè video thực hiện món chè long nhãn hạt sen của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các những video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.